Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Tài của mình. Rất vui mừng gặp các bạn trong video hôm nay. Video hôm nay thì mình xin chia sẻ về cái hộp Renew nè các bạn ha. Giống như anh em thợ đang sở hữu cái hộp Renew này, cũng như là anh em đã đặt hàng bên mình những cái hộp Renew Ersem này về rồi, thì video hôm nay thì mình xin trải lòng về cái hộp Renew này, cũng như mình sẽ nói ai nên sử dụng cái hộp này ha các bạn. Thứ nhất là những anh em thợ về chuyên về là bán những cái mã Ersem cũ ha. Giống như trên tay của mình hiện tại có những cái mã Ersem ID cũ nè, những Ersem cũ nè các bạn ha, những Ersem cũ nè. Nếu như mà anh em kinh doanh về mặt hàng là Ersem cũ này, mình nghĩ cái hộp Ersem Renew Ersem này cực kỳ quan trọng cho anh em. Mình tin chắc là 100% những cái hộp Ersem cũ có hệ thống Passmic Key sẽ dính mã Ersem ID. Và điều để cho anh em cứu cánh đó là anh em cần phải là sử dụng là cái hộp Renew Ersem này để chúng ta renew lại ha. Thứ nhất là những anh em thợ chuyên kinh doanh về Ersem ID cũ. Thứ hai, mình cũng xin nói luôn, đó là những cửa hàng phụ tùng bán xe máy, đặc biệt là những cửa hàng phụ tùng có bán hộp Ersem ha. Lý do là trong trường hợp là đâu đó, thứ nhất á, là trường hợp là Ersem nó bị dính lỗi. Nếu như một cái hộp Ersem mới này trị giá là 2 triệu mấy, 3 triệu, 4 triệu mấy có luôn, mà nó dính mã Ersem ID vào cái hộp này, thì mình tin chắc đâu đó các cửa hàng phụ tùng trên toàn quốc sẽ gặp tình trạng này rồi. Thì vô tình một cái là cái hộp này nó nôm na một cái là nó sẽ mất giá trị ngay lập tức. Qua 1-2 năm về trước, hầu như cái hộp này gọi ta gọi là bỏ luôn, bán như chài ha. Thì anh em cửa hàng phụ tùng nên trang bị một cái hộp là Renew Ersem này. Trong tình huống mà cái hộp Ersem mới của chúng ta bị dính mã, thì chúng ta sử dụng những cái đầu code này nè các bạn ha. Những cái đầu code này để chúng ta kết nối vào những cái chân Ersem để chúng ta sẽ tiến hành là remap lại, renew lại ha các bạn. Thứ ba nữa là anh em thợ sửa chữa xe máy ha. Lý do là trong quá trình chúng ta thay hộp ESU, thay Ersem cho khách thì đôi lúc bị dính mã Ersem ID, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hộp là Renew Ersem để chúng ta renew lại ha các bạn. Qua một đó thành phần nữa, đó chính là anh em thợ khóa ha. Đặc biệt là anh em thợ khóa nên trang bị thêm một cái hộp là Renew Ersem để chúng ta renew trong trường hợp là các anh nhận làm khóa cho khách hàng mà vô tình bị dính mã, thì chúng ta cũng cần phải có cái hộp Renew Ersem ha các bạn. Và cái hộp Renew Ersem này thực hiện cực kỳ nhanh, đâu đó thao tác chúng ta vỏn vẹn trong vòng 1 phút thôi thì chúng ta có thể là dùng để đi cứu hộ nè ha. Chúng ta chỉ cần là một cái hộp Renew, một cái hộp ESU thì chúng ta có thể đi cứu hộ cho khách hàng ha. Thì đây chính là những cái điều tiện lợi, những cái công nghệ mới trên thị trường mà đem lại cho ngành sửa xe máy cũng như là thợ khóa của chúng ta có một cái phát triển vượt bậc hơn trong cái lĩnh vực xe máy, đặc biệt là bên cái ngành khóa ha các bạn. Nhưng cái gì càng nhanh thì trong đó sẽ có rủi ro ha. Và cái mấu chốt video hôm nay mình xin nhắc lại, đó chính là cái phần rủi ro, cái mật độ nguy hiểm trong cái phần mà anh em renew lại cái mã Ersem ID cho khách hàng ha. Đặc biệt đối với khi anh em nhận xe máy vào, nếu như anh em renew Ersem ID cho khách thì điều đầu tiên á, anh em cần phải biết chiếc xe đó có chính chủ hay không ha. Mình xin lưu ý, nếu như anh em nhận xe máy vào để renew cho anh em thợ cho khách thì bắt buộc mình cần phải biết là xe máy này có chính chủ hay không. Đôi lúc là xe đó không chính chủ thì anh em làm thì đôi lúc sẽ gặp tình trạng là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn này thì mình nghĩ anh em thợ đã biết ha. Thì mình xin lưu ý ha. Thứ nhất là renew xe, renew Ersem hay chúng ta làm cái gì renew liên quan tới phần Ersem ID thì chúng ta cần phải biết là Ersem xe đó có phải chính chủ hay không. Nếu như chính chủ anh em làm thoải mái
ha. Lý do là mình khắc phục lại cho khách hàng đi ha, tránh tình trạng là những xe đó không phải chính chủ ha. Nếu không phải chính chủ thì rủi ro rất là cao cho anh em thợ ha. Tại vì cái chi phí renew này hiện tại mình biết nó cũng không có cao lắm đâu, tại vì cái chức năng của nó làm quá nhanh đi, thì đôi lúc chúng ta sẽ bị cái phần là renew mà xe không chính chủ này nó sẽ gây ra một cái phiền toái rất là lớn. Thì cái hộp renew này nó sẽ hỗ trợ anh em, nhưng mà anh em phải sử dụng, là người sử dụng một cách thông thái trong mọi tình huống, tránh những tình huống mà gây rủi ro đối với anh em thợ ha. Thì cái vấn đề đó chính là cái mấu chốt của video hôm nay mình muốn gửi đến anh em thợ. Khi chúng ta cầm trên tay một cái thiết bị nào đó, một cái thiết bị công nghệ nào đó, thì bắt buộc anh em cần phải hiểu rõ nó, nắm vững pháp lý, thì khi đó anh em làm việc thì chắc chắn sẽ không có rơi vào những tình trạng khó khăn đâu ha. Và chúng ta nên sử dụng cái hộp ghi New Earth ID này vào trong những tình huống đúng đắn nhất mà pháp luật cho phép nha các bạn. Hạn chế những tình trạng, tuyệt đối không làm những trên những dòng xe không chính chủ, để tránh những tình trạng không mong muốn cho anh em thợ về sau ha. Rồi, mọi chi tiết cũng như là thắc mắc về những cái hộp renew ECM này thì các bạn có thể là gọi trực tiếp cho mình qua số hotline là 0987822839 giúp mình, thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của anh em thợ chưa hiểu về cái hộp này, thì cứ việc gọi vào số hotline giúp mình ha. Rồi, video hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây. Hẹn các bạn ở những video lần sau.